Và phải nói đôi loa này cực kỳ đẹp luôn. Về ngoại hình này, vân piano siêu bóng, vân gỗ rất đẹp. Ngoài ra đây anh em xem tem siêu thị của nó còn nguyên như vậy cơ mà. Đấy, thấy chưa? Thùng cao to bày đẹp. Với công suất của đôi loa này là 70W trên một chiếc, 140W trên cả kênh. Và dòng này là made in Japan, dùng tép điện anh em nhé, tép điện này. Nên khi em thử loa test bằng tép điện này, mình chỉnh cái giải gì phát nó lên luôn giải đó, rất nhạy, độ nhạy rất cao và tép của nó rất tơi luôn, không phải suy nghĩ. Quay lại chiếc EQ đến từ Anh Quốc. Đấy, các bác nhìn các giải của nó này. Đây là giải vần bát này. Nói chung là khi anh em mình hát karaoke chẳng hạn, mà anh em mình thiếu cái lời của mình nó hơi bị chua một tí, nó hơi thanh một chút, thì mình tính ở cái giải này này, mình kéo xuống một chút thì giọng mình sẽ vẫn cao, cao vút tầm mây và nó sẽ vẫn ấm được bình thường. Đấy. Hoặc là giải của mình nó yếu cái giải trung trầm thì mình có thể nhấc cái đoạn này lên. Đấy. Các bác nghe thấy chưa? Tiếng trung trầm của nhạc nó đã lên rồi đúng không ạ? Đấy. Còn như một số bác dùng vang số quen rồi thì sẽ biết là trong vang số nó có 16 giải tần. 16 giải tần còn chia ra các giải khác nhau, có nghĩa là độ dB khác nhau, có nghĩa là độ nhạy của dB khác nhau. Thì tương đương với như con này thì nó là 32 giải tần, có nghĩa nó đập chất một con vang số luôn. Thì anh em để ý rằng là nếu như mà mình chỉnh muốn mic nó đỡ rít thì mình hay kéo cái giải này xuống và cắt đầu cắt đuôi đấy. Nôm na là như kiểu dùng cái từ nhiều anh em làm vang số thì anh em dùng cái từ là cắt đầu cắt đuôi, để cho âm thanh nó không bị ù và không bị rít, thì chính là cái này đây. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, nếu anh em mình lúc hát karaoke vặn như này lên thì anh em hát thoải mái, không sợ bị rít hoặc là bị ù nhà. Đấy, tính năng của EQ này thì vừa nghe vừa hát nó hay ở cái đó. Khi nào mình không muốn hát nữa, mình nghe thôi, thì mình lại đẩy cái này lên một chút. Đấy, thì mình lại nghe nhạc bình thường. Nói chung là đồ nhà mà dùng vài hôm, vài tháng quen rồi thì làm nó đơn giản lắm. Tắt đèn đi vẫn làm được, đúng không quý vị và các bạn? Không cần đèn, nhắm mắt nhắm mũi, say rượu vẫn ok. Đấy, không biết bác nào giống em thì cho em một cái like ở bên dưới. Con bên này thì cũng thế thôi, cũng tương tự giống như thế. Nhưng mà con này giải của nó là nó dài hơn một chút này. Mình cảm tưởng như cái mặt chia của nó này, anh em nhìn thấy chưa? Cái chia này nó dài hơn một chút. Đây em lấy cái bật lửa để em đo nhé. Đấy, nó bằng này. Thì cái này của nó ngắn hơn này. Đấy, nó ngắn hơn đến khoảng chừng tầm phân rưỡi. Con này là con đời cao hơn. Nhưng mà các bác cũng biết rồi, em là chuyên buôn lô, bán lô. Mua hai con này về và chỉ cộng thêm một ít để bán. Hai con này em xin phép được công bố giá cho bán giá cho quý vị và các bạn là hai con quai này đồng giá là 7,2 triệu một con. 7,2 triệu một con. Nếu như nói về chất âm EQ này thì dòng Yamaha mà 2031B á, đấy cái dòng cũng 32 giải tần và cũng tương tự giống như này này, thì chất âm không thể ăn được bọn này được. Em dám cam kết với quý vị và các bạn câu nói đó. Hàng bên em bảo hành cho quý vị và các bạn trong vòng 1 tháng nhá, chiếc EQ này. Quay con này rồi, đằng sau rồi. Bây giờ em xin phép được quay con này đằng sau và nhấc ruột ra cho anh em xem. Đấy, con này ruột gan của nó đây. Gấu không ạ? Anh em nhìn thấy chưa? Ôi trời. Nó xếp như kiểu là như Triều Tiên đi diễu hành ấy. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, gớm mặt luôn các con tụ của nó. Nguồn của nó đây. Nguồn xuyến cách ly, chống rung, chống giật, chống nhiễu, hai công kích đệm. Và phần bên sau này đây. Ôi trời. Hai con le tín hiệu hai bên. Thực sự ra là nhìn vào mấy con quai đời hiện đại này thì thực sự em cũng không hiểu lắm đâu, bởi vì linh kiện của nó hiện đại quá, mới quá, chưa hiểu được cái gì. Đây là cái nguồn công tắc điện 100V và 220V ở chỗ này. Không biết bác nào có nhìn thấy giống em chưa ạ? Đây, trong đây nó có hình như là DSTN là hình như năm sản xuất hay sao, em cũng không rõ lắm đâu này. Cái tem, hai cái tem này. Đấy, đây. Chưa hiểu nó đang ở chỗ nào. Thực sự ra là
Đây bên này lại có cái tem nữa, cũng không hiểu là gì luôn. Thực sự ra là đồ, những cái đồ này thì rất hiếm. Từ bé đến lớn đến hôm nay em buôn đồ em mới gặp hai con quai này. Thực sự ra bên kia báo về thì cũng không dám lấy đâu, nhưng mà thấy bảo là đời mình thôi cứ thử. Người ta bên kia người ta bán bao chạy cho mình mà, thì chả tội gì mà không thử mua về. Mua hai con quai này về test thử, hay các bác không mua thì em để em dùng vậy, không sao cả. Có 7 triệu thôi, 7 triệu 2, hai con này 7 triệu 2 một con nhá, xin lỗi. Đây, như lúc nãy em vừa bảo cái cầu điện của nó đây này. À đây, cầu điện đây chứ. Đây, điện 120V. Và gạt xuống dưới này là 200 với 240V. Dòng này toàn bộ sử dụng nguồn điện này, là dùng rắc này hết rồi này. Đấy, khi rút tín hiệu điện ra, không có điện thì coi như nó cho đánh thẳng. Anh em nghe đi không? Đây em cắm lại, nó tiếng nó sẽ khác này. Đấy, nó đóng lè tạch một phát luôn ở chỗ này. Bác nào thính tai nghe thấy phát vừa rồi không ạ? Đấy, các bác nhìn hồi em không lại bảo em nói phét này. Đấy, England. Mã số seri của nó là 13328. Calate. Đấy, Calate. Em chả biết nó gì cả, đọc bừa thì Calate nhá. Hai con lọc xì toàn bộ là bằng tiếng Anh, xuất của nước Anh nên viết bằng tiếng Anh, không bao giờ viết tiếng China, Trung Quốc hoặc là Nhật gì cả. Đấy. Công suất tiêu thụ 15W. Công suất của con này thì em đọc trên Captro của nó thì nó tiêu thụ là công suất kích ra là 22W. Còn công suất tiêu thụ khác nha, các bác đừng hiểu nhầm nhá. Con này sử dụng hai rắc, chế độ rắc cam nông đực cái. Bác nào mua 7 triệu 2 là em bao gồm em sẽ cho các bác cái dây rắc, mà một đầu của nó là một đầu cam nông để đút vô đây, và một đầu của nó là hoa sen để các bác đút vô cái âm ly của các bác ở nhà. Ok, ok. Đấy, hiểu chưa? Còn cái rắc bên trên này thì em cũng cho các bác cái rắc đực cái để đút vào. Đấy, thoải mái chưa? Đấy là giá 7 triệu 2 là bao gồm tặng các bác dây rắc đầy đủ, kể cả dây nguồn và phiếu bảo hành 1 tháng cho hai chiếc EQ này. Anh em nào thích mua con nào thì mua, em không cần quan trọng.